À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá thế giới. Ở tập trước thì hai cánh quân của mình có vẻ như bây giờ đang khép dần vòng vây và đánh có thể nói là khá là mạnh vào cái khu vực đất đai của bọn dợ phía dưới này rồi. Có điều là mình vẫn đang muốn đi giám sát xem bọn này nó quân cán thế nào đó. Mình sẽ phải mua thêm một ít spy nữa. Đây, mình mới có một thằng, như vậy là mình phải tuyển tối đa số lượng gián điệp đó. Mình nghĩ là như vậy. Tuyển gián điệp để mình còn đi do thám đấy nhỉ? Mình chết mất hết rồi mà mình quên mất mình không tuyển. Phía trên này thì hình như là có bọn champion, mình mới tuyển được có mấy thằng thôi. Bây giờ thì đây, thằng này hình như tuyển được champion. Không phải à, thằng này à? Thằng này tuyển được champion. Chuyên gia hậu cần, tăng dạn dược cho quân này. Đấy, rất quan trọng. Tỷ lệ mệt mỏi quân đội, tỷ lệ mệt mỏi quân đội hay quá. Như vậy thì chúng ta sẽ cho những thằng pháp sư để ra ngoài đi, để đi ám sát bọn này xem. Mày dám đi láo quân anh nhỉ? Rồi, hình như là lượt này mình cũng hết lượt đi rồi thì phải. À đâu, vẫn còn đầy nguyên này. Vẫn còn đầy nguyên. Cho thanh niên này ra quấy phá gây rối đó. Giảm các thuộc tính an ninh của khu vực. Mình có khá nhiều các thầy tu này mà. Thắng lợi quan trọng. Nhưng mà có vẻ như mình cũng đang bị hết tiền đấy. Chỉ số của tướng là thẩm quyền. Thuyết phục. Truyền cảm hứng cho binh lính thì nó cũng không khích. Khơi khích nổi loạn. Thuyết giáo diệt vong. Thôi được, cứ từ từ đi, còn cấp nữa mà. Bất ổn tôn giáo à? Các pháp sư của chúng ta đều ở cấp rất cao rồi. Nên là chắc là mình cũng không sợ. Bây giờ thì xem nào. Quân của mình ăn đâu nhỉ? Ăn tốt chứ. Trận này đánh một đơn vị ấy như nhở, đánh nhiều làm cái gì? Đánh một đơn vị thôi. Ready for battle. Quân đội hát lời. Đội quân này của mình thiện chiến quá nhỉ. Này thằng nào dám đánh? Thanh niên này đứng xa tí. Thanh niên này thì cho vào gần đây để yểm trợ. Rồi, quánh. Cho con này nó vào để yểm trợ để nó kiếm tí kinh nghiệm. Thank you.
Ai già, lại từ thành rất dày đặc. Nếu mà tấn công thẳng từ hướng này vào thì sao nhỉ? Chỉ xử lý nguyên cái tháp canh ở đây à? Đây nó có một cái tháp canh thôi. Đây có cái cổng thành, đánh hướng này không ổn lắm. Đánh hướng này vào thì không cần phải phá cái gì cả, chạy thẳng được vào thành của nó luôn. Nhưng mà lại phải qua cái tháp canh này. Đánh hướng này vào phải phá hai cái tháp canh này và cái tháp canh này nữa. Đánh hướng này vào, chuyển hướng một tí nhỉ, cho nó thú vị chứ. Lần nào mình cũng đánh một cái hướng giống nhau. Mặc định của nó thì nó cho mình đánh ở hướng kia, nhưng mà mình nghĩ mình cứ đánh hướng này cho nó vui. Lên tí. Chuyến này mình sẽ bắn đạn nổ, nhưng bắn đạn lửa nữa. Mình thấy cái đạn nổ nó khá là hữu dụng. Nó tuy nó đam nó không cao bằng đạn lửa khi để công thành, nhưng mà nó lại có thể sát thương cả bộ binh của đối phương. Cho lốt mấy thằng kỵ cung ác quỷ sang quân đoàn này nữa. Nữa thì đẹp nhỉ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phá tháp canh của nó đó. Ây, bắn vào đây cho anh. Ôi, thấy tiết đẹp. Good news. Additional forces have arrived. À, vào tới đây à? Rồi. The enemy draws near. Rồi, tháp canh của nó bị cháy rồi, bắn sang bên này luôn. Đây có một cái tháp canh nữa này. Tháp canh của nó bị cháy rồi, không cần bắn nữa. Tốt thế, mấy thanh niên để bắn tốt thế. Sắp sập luôn cả cổng nó rồi. Phá cổng xông vào, quá đẹp. Bắn được cả cái tháp canh trên luôn. Bắn như này. Đấy, chơi như này là chết được cả quân của nó. Trên này nó có cái máy bắn đá, à máy bắn đá ở cái góc đằng kia. Chứng tỏ công thành mình công ở hướng này có vẻ nó có nhiều thuận lợi hơn nhỉ. Đây mà nó đặt cái máy bắn đá thì mình hơi mất nhưng mà. Cổng thành của nó đã cháy. Mày chết. Đây rồi. Sẵn sàng nhá, chuẩn bị. Tháp canh này 98% rồi, sắp sập rồi. We have gained the upper hand. Đây, cố lên còn tí xíu thôi. Tường thành của nó cũng sắp sập rồi. Khu định cư của chúng đang cháy à? We have destroyed their defenses. À đây rồi. Bức tường thành đã bị sập. Thôi rồi, bắn vào đây cho anh. Bức tường thành đã sập rồi. Tiến lên.
tận cái tháp canh ở trên cao kìa. Chưa trúng phát nào à? Điều đó là hơi khó thật. Available ammunition. Không trúng. Xa quá. Chạy ra ngoài cơ à? Mày liều thế. Bắn luôn. Bắn luôn cho anh. Dăm ba mấy cái thằng láo toét vẫn liệu không kìa cung thủ đó kìa, nó bắn cũng gớm hết nhỉ. À nó chơi đội hình giãn cách thật, là chơi đội hình giãn cách là mình ảnh hưởng khá nhiều. Đội này bị thương nặng quá chút ta. Kinh thật. Nó bắt đầu rút chạy rồi. Chosen Warriors. Nào. Bắn vào đây cho anh. Sao cái tên này nó đông thế. Nhanh, xông vào. Ôi kìa. Vào đây. Nhất là chúng ta rất nhiều đông đến khu tên. Xông vào. Mấy thằng bác gì của nó chứ không phải sợ. Chosen Warriors. Chosen Warriors. Mấy thằng cần gì của nó đánh đấm gì. Nó còn có mấy con ngựa nữa kìa. Mấy thằng cầm kiếm được lì đòn nữa nhỉ. Chosen Warriors, nhanh. Đánh thẳng vào thủ đô đó. Úi giời.
lính kiếm mà đánh nhau với lính diều. Úi dồi, lính diều. Úi dồi. Úi dồi. Chosen Warriors chạy nhanh. Chắc chắn là quân chúng nó ở trên này rồi. Lùa luôn, sợ gì? Tám kỵ binh của nó thì ăn làm sao được? Tướng của nó chắc chắn trên này. Ai à? Lên! Nó cưới nó đâu? Trận công thành này chúng ta mất ra khá nhiều quân chỉ vì pháp canh. Tốn quân chủ yếu là do pháp canh. Their tower has been destroyed. This bodes well. Phá tháp canh của nó đấy. Ôi trời. Mày ăn mày. Cầm giáo thì về căn bản cũng ăn được với cầm kiếm. Ôi cái tháp canh nó bắn rát thế, chết hết quân rồi. Chiếm được cái tháp canh phát chết gần hết luôn. Tháp canh nó bị phá hủy. Đi ghê nhở, bậc thầy giáo binh Bắc Âu. Wow. Trận nào cũng thế, công thành tốn rất nhiều quân để xử lý cái bọn tầm xa của nó, các cái tháp canh này nọ. Bộ binh của nó thì bình thường rồi. Ha, khá tiền. Ready for action. Cắm trại xuống đã. Tuy nhiên này à. Ừ, nó còn có một cái nữa. Nhiệt huyết này. Tăng nhiệt huyết cho thu nhập từ cướp bóc này. Cướp được thì phải lâng tiếp lên. Quân đoàn của thanh niên này lên cấp. Lên cấp này. Tăng tốc độ nghiên cứu, tăng xảo quyệt cho anh. Ready for battle. Thanh niên này thì gần như đầy nguyên này. Đốt. Tôi đốt xong thì cũng cắm trại này. Cấp 5. Tengri guides my steps. Rồi. Tiến sang đây. Dưới này bị đốt hết rồi.
How can I help? Thôi, qua lượt phát đã, xem tình hình tiếp theo con địch nó triển khai nào, mình lại làm tiếp. Cứ tàn phá rồi cứ bóc này, đốt phá như thế này thì làm sao chúng nó sống nổi. Khu này bị đốt hết rồi này. Nhìn nhà. Ồ. Không cắm trại là bị âm tiền đấy. Cái thằng này à. Nó đang chiến tranh với mình. Nhưng đồng thời chiến tranh với một loạt thằng khác. I have little gain in waste. Bọn này nó lại còn chiến tranh lẫn nhau nữa cơ. Một cười ghê nhỉ. Phanh. Nó chiến với ai thì không cần biết, nhưng mà bên này bị đốt nhiều mà. Bây giờ mình phải sang bên đây để mình đốt phá tiếp à? Đây đã. Cứ di chuyển đấy. Cho thằng này vào quân đoàn. Chạy lên đây. Cắm trại tha hồ. Cắm trại đã. Vào quân đoàn đi. For the gods. Rồi. Chuẩn bị sang cái đất đấy. Ready for more orders. Yes. Traveling silently. Tàn phá thế giới. Is there nothing else? My path is barred. For the gods. Bốp kìa. Yes. Cho hai thằng spy ở đây. Trên này nữa. Rồi, cho bọn đi đeo do thám phát đã. Hầu như chúng nó không để quân nhiều ở đây. Không có quân à? Vậy thì phải đốt thôi. Không có quân thì đốt. Laying siege to their hovels. That's an escape. Mày không có quân à? Đánh luôn. Tranh thủ đánh nhanh bởi vì thời tiết tốt không phải lúc nào cũng có. Ôi, một quân đoàn này toàn là kỵ cung ác quỷ với cả các đơn vị khá là thiện chiến ấy. Đây chỉ là một ngôi làng thôi mà nhỉ. Ngôi làng gì mà thành quách cũng hướng thế nhỉ? Làng này là làng thuộc dạng hổ báo à? Ở đây còn có hồ nước này.
kinh nhỉ, làng có cả hồ nước ở đây. Tầm bắn đến đâu? Đặt đây xa quá. Dự bị. Battle group awaiting your word. Bọn này đều có được trang bị cung tên hết, sợ thật. Cận chiến, cận kỵ hay là sóc kỵ đều trang bị phụ cung tên. Nhưng mà à ổn. Lã cái bọn này chơi, cho chết bớt. Đồng này có mấy bác thông dân ở làm việc không? Không biết có nhỉ? Lại chết luôn này. Tầm bắn của nó sắp tới mình. Trường cung của Bắc Âu ấy. Dở cho nó ra đây. The enemy approaches. Mà mày liều cơ nhỉ? Liều lắm nhỉ. Mấy con ngựa của nó liều thật. Liều gớm nhỉ. Ô, kìa mấy con ngựa này phải nó chạy tí thế. Nó chạy về đây đi. Không phải đuổi nó. Rồi. Ra đây. Nó xong rồi. Bắn con đấy, bắn con này. Nó có mấy cái thằng cung tên này là mấy cũng ngắn. Giết thì chả giết được mấy đâu, nhưng mà nó làm loạn lên.
laid an ambush! Ăn làm sao được cung ác quỷ của mình? Mấy kìa, mấy con ngựa này bị ảo tưởng sức mạnh à? Con ngựa này bị ảo tưởng sức mạnh à? Trời ơi, đấu cái cung ác quỷ á, bắn bọn này cho anh. Xong à? Thôi không cần, vào đấy thắp canh cho bắn. Trời ơi. Ủa. Ủa. Thôi, không cần phải đánh dữ nhiều làm gì. Cướp xong thì đốt luôn, có gì đâu. Cắm trại phát đã, hồi quân. Cứ cướp để kiếm tiền á, mình đang nghèo. Ô. Warriors all. Thanh niên này nên đốt cho anh. Đốt. Cứ một thằng cướp một thằng đốt thế này thì mấy nả mà hết. Không có lượt di chuyển. Rồi qua lượt đi. À, xem mình bổ nhiệm tướng lĩnh nào nhỉ? Lâu lâu rồi không vào. 4 tướng. Phải là 5 tướng chứ. Tướng này. Trung thành hơi thấp à? Cho tí cho tăng trung thành như thế nào? Mình có thêm một champion nữa mà nhỉ? Cho nó xuống quân đoàn dưới được nhỉ? 4 quân đoàn, 4 thằng. Tha hồ các gián điệp của mình đi. Quẩy. À, à. Nghiệp ước hòa bình. À, hòa bình nhé. Cho chúng mày đánh lẫn nhau đã. Khi nào anh đến tới nơi anh khử mày sau. Hình như sắp đến thời tiết xấu rồi. Ồ, biết ngay. Xin con ngoài giáp vũ. So many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Quân sự khá lớn. Capturing new territory would spread the cost as well as. Vâng, tôi biết thưa ngài. Chi phí quân sự lớn à. Đây là mình lại phải mất thời gian để hồi quân ở đây à? Cắm trại à?
for the gods. Không sao cả. Cứ cắm trại đấy. Có điều là mình sẽ chia ra chứ nhỉ? Cho nó sang vùng đất bên này đó. Đây. Như thế này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. How can I help? Starting out. Đấy. What do you want? Cướp bóc phải trên hai vùng đất nó mới hiệu nghiệm. How can I help? Không để mấy thằng này chạy lung tung trên đất này. Ô, thất bại chí mạng, sợ chứ. Nó có gì mạnh đâu mà sao mình chết nhỉ? How can I help? I will speak to them. Mà tiền của mình có vẻ không còn nhiều. Cho các cái lực lượng điệp phá viên này phải đi do thám hết các đất đai. Không có. Anh em đâu? Tiến ra đây. On the move, lads. Gods be praised. Excitement. Cắm trại. Đây rồi. Cắm trại trên hai vùng đất này là nhanh hồi quân. Thời tiết xấu quá. Tiếp tục cho nó tăng cái lòng trung thành lên. Cứ bình tĩnh, thời tiết xấu này thì không vội đánh nhau làm gì. Cứ để xuống xem tình hình của địch nó làm gì. Nó đang di chuyển. Mình đốt xong cái thành này thì mình sẽ đốt xuống đây à? Đánh dọc tuyến này à? Trước khi tiến sang khu vực kia. Ô, cái gì đấy? No mercy for the wicked. Không dung thứ cho kẻ ác, vì chúng yếu đuối. Guard our spirits. Giữ vững tinh thần. And keep us from eternal darkness. Ngăn cách chúng ta khỏi bóng tối bên ngoài. He opened the sixth seal. Ông ta mở cái niêm phong thứ sáu. And behold, the sun. Và đột nhiên mặt trời biến thành màu đen. À, yếu. And the moon became like blood. Còn mặt trăng thì đỏ như máu. Give them your strength. The day of reckoning has come. À, cuộc trỗi dậy của bọn dợ à? Được. Cứ việc trỗi dậy xem nào. Đạt được mục tiêu bất kỳ. Lấy vợ à? Vợ nó ngon đấy, cộng một xảo quyệt cho người chồng. Được, cho nó lấy. Thanh niên này bị thiến à? Quên nó đi á. Thiến cũng được. Sao đâu. Tăng trung thành. Thời tiết xấu quá nhỉ. Ready for battle.
Thôi kệ, thời tiết xấu này tranh thủ lên cấp thành đi nữa. Thằng điệp viên nó lên cấp à? Hành động tiếp ứng quân đội. Cộng tỷ lệ tăng xảo quyệt nữa này. Tăng thẩm quyền này. Nhiệt huyết. Tăng thẩm quyền đi. Gods be praised. Excitement. Treading secret paths. Đất ở đây rộng ghê nhỉ. Yes. Thằng này cũng lên cấp. Warriors all. Xả quyệt. Thẩm quyền. Chỉ số của thằng này đều thế. Cái gì cũng được tăng. Tăng 2 vào thẩm quyền này. Khí chất chỉ huy tăng 3. Xung kích cho bộ binh. Tốc độ di chuyển cộng 1. Xung kích này. Khí chất chỉ huy thẩm quyền cộng 2 nữa. Tăng cổng hương khẩm. Nó sẽ tăng thẩm quyền. Cái này thì nó sẽ tăng thêm cả vào tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Tốt mà. Búp qua cái chai tốt để cho tướng là ổn. Ây da. Tiếp tục do thám cho anh. Vùng này bị đốt phá rồi. Đây. Quân địch không còn nhiều. Yes. I like wrecking things. Mỗi lượt chúng ta vẫn được có hơn mấy nghìn rồi. Ô, toàn thất bại chí mạng là thế quá nào này. Tuy nhiên này đấm dở quá nhỉ. Thay thế đi. Thay thế bằng đội kỵ cung ác quỷ. On the move, lads. Tranh thủ thời tiết. Move out. À, sao lại không cấm trại nữa? Ready for battle. Thirsty for battle. Chuyển quân mà không cắm trại được á? Ready for action. Come fight with us. For the gods. Hết lượt đi luôn này. Đáng ra mình công cái thành này cũng được. Kệ. Thời kỳ khó khăn của Hung Nô đã đến rồi. Hai thanh niên này chơi với nhau à? Chiến tranh Sassanid. Bọn này chủ yếu đánh nhau với Sassanid. We come to you in strength to speak words of strength. Reply then with a strength that welcomes peace. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak seek the death of all. Vấn đề là mình chưa có nhu cầu hòa bình như này. Đốt hết chỗ này chứ nhỉ.
Thằng Phanh nó đóng quân ở đây à? Thích chết à? Cho quân chạy ra ngay trước mặt mình này. Bọn này nó đi khắp nơi chứ nhỉ? Mình cứ phải cho các điệp viên của mình đóng khắp nơi để do thám đấy. Tránh bị chúng nó móc lốp. Thành công. Sự trả thù đẫm máu ái chà. Thanh niên này có vẻ chúng ta đang ở mức khá là ổn. How can I help? Lên đây trai. For the tribe. Ready for action. Đánh cái thành này được không nhỉ? Quân cũng không đông mà lắm mà. Quân cũng không đông lắm đâu. God be praised. How can I help? Lay siege to their hovels. Tướng gác thành thì lại rất là xịn. Tướng gác thành rất xịn. May quá nó có một đội cung tên thôi. Một đội cung tên thì không ngại lắm. Trận này sẽ có sự góp mặt của kỵ cung ác quỷ. Alo. Tấn công từ cổng này vào thì bắt buộc phải phá cái tháp canh. Đây thì phải phá mấy cái tháp canh để đổi gió tí, thỉnh thoảng phải đánh các cái tháp hướng khác nhỉ. Đánh hướng này xem nào. Suốt ngày mình đánh hướng này rồi, bây giờ đánh hướng này. Cứ để đánh bắn đạn nổ cũng rất là hay. Bây giờ bốn thanh niên khỏe nhất đứng đầu tiên. Kỵ cung ác quỷ. Kỵ cung ác quỷ này. Nó có giáp. Nó có giáp. Phá này cho anh. Nó có một đội cung tên. Cung tên đâu? Đây à? Ôi giời. Đã thấy chúng phát nào đâu. Chết lính của nó thì khá khá đấy.
50%, 100%, tốt rồi, bắn sau đây. Trời ơi. Cổng thành của nó cũng đang sắp sập. Cổng thành của địch đã bị phá hủy. Cái mình cần là phá được cái tháp canh này nữa. Bộ binh của nó à? Ăn no đạn luôn. Hai phần trăm chung quấy nhỉ. Chín mấy phần trăm rồi, 100% rồi à? Bắn đây. Chúng kìa, chả thấy chúng được phát nào. Cổng thành đã vỡ, xông vào anh em. Thì tránh khỏi thương vong rồi. One of our units can no longer fire. Chín bảy rồi, đừng. Ôi còn phát nữa đấy, từ đó nhá. Bảy phần trăm đau thật. Bắn ra cho anh, bắn cháy tháp canh. Rồi ok, chạy ra. Phải bắn đạn xuyên giáp cho anh. Sập tháp canh rồi. Không còn cái tháp là bắn được chúng ta nữa rồi. Bắn. Rồi anh em, đứng lại đây đã. Cho cung thủ bắn. Nó tiếp nối đi. Đứng đây. Sao nó lém lao được ạ? À? Nó lém lao ạ? À? Nó lém lao. Vào đây. Rồi vào đây. Mấy giờ thì mình phải sợ vào. Nó lấp ở tường thành này, hướng rất chậm. Anh chàng vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Let's move. À, chỗ này như kiểu đền thờ linh thiêng của nó nhỉ. Sure.
ra được. Hết tinh thần rồi. Xạ khí ra đây, sẵn sàng quân tiếp viện là đến phát là bắn tên luôn. Giáo thì sống làm sao được, cũng sợ. Rồi thì nó chạy hết rồi. Tiến vào. Dừng bắn đi. Bắn bọn này cho anh. Mấy con ngựa kìa. Mấy con ngựa kìa. Dù. Nói được gì. Cứ để mấy con ngựa này ra đây. Không, mấy con ngựa này nó sốc quân mình chết nhiều lắm. À, nó lém lao, nó lém lao. Tiến vào. Nó còn có một đội cung thủ nữa mà nhỉ. Sao sợ thì tiến vào đây. Gặp cung thủ đó thì quẩy luôn. Tháp canh chỗ này chưa có à? À. Kiểu mày thế nào. Dân ở trong thành của nó đâu nhỉ? Không biết dân trong thành nó đâu ra, nó vác quốc sẻng nó ra, nó nện mình cơ mà. Đây, chưa thấy. Chạy vòng đường này ra để quen mình nhỉ? Đây rồi. À, không vào được à, mày chặn hàng rào đấy à. Đóng hàng rào đấy thì mình khóa mày rồi. À, nó bắn được mình mà mình không làm gì nó chứ nhở. Vãi thật. Đoàn hộ vệ cao quý à. Ok ok. Ok. Mấy con ngựa lém la lém chết đội xã kỵ mình này. Nó chạy vòng đường sau rồi à? Bọn này láo thật. Còn 4 con cũng chạy. The victory point will soon be under our control. We are the hearts.
con ngựa lém lao láo thật, nó chạy vòng ra đằng sau mình không biết. Thôi rồi, đừng mất đội sốc kỵ của đội kỵ của anh nhá, chết thật. Cái bọn này lì thế, nó lì thế nhở. Công thành này có khi mình cứ chơi nhiều xe bắn đá vào cũng hay, đủ việc sẽ chết gần hết con nó luôn. Ôi là bắn tên chết nhiều quân thế. Quái nào mà đánh kém thế? Đã giết được chúng nó à? The general is dead. A lethal blow. Rồi nó chết à? Vớm thật. Không lẽ là giảm mất đội binh xuống và tăng xe bắn đá lên à? Nhưng mà thế thì những trận đánh trên bộ thì hơi gặp nguy hiểm. Tăng xe bắn đá đi để công thành thôi tốt đâu. Đột luôn. Thiệt hại nặng thế nhỉ? Ui, thằng cung thủ nó bắn hết chết hơn 200 thằng của mình rồi. Ghê thật. Ngựa đem lao nó giết được. Gớm quá. Thế thì gớm quá. Ô, mất đội ngựa mình rồi. Mày, mày là mất đội ngựa của anh à? For the tribe. Thẩm quyền. Bộ binh này, tốc độ di chuyển, cái này đi. Ready for action. Thanh niên này đang làm gì? Múa quân à? For the gods. Ready for action. Không đứng gần nhau lắm nhỉ. Đứng ra này lên đứng gần nhau một xíu. Nhưng mà nó chắc cũng không có gan đuổi được mình bởi vì đây quân của nó ở đây cũng không còn nhiều. Giao thám sang đây là đất của thằng nào ấy. Ủa, đất thằng này rộng thế. Nó cũng không có quân nữa. Không sợ. Gods be praised. Excitement. Sword of my people. I will seek and bọn này đánh nhau tung tóe ở đây. Yes. Do thám đất cho anh. Is there nothing else? Không cần. Xuống đây. Do thám các cái vùng đất này. Có vẻ như chúng nó đang hết lương thực. Có vẻ như chúng nó đang hết lương thực. Trời nhá. Cho thanh niên này đứng dậy. Ready for battle. Hết lượt di chuyển rồi. Ready for action. Bọn mình muốn thay cái đội này quá. Thay bằng đội
Quỷ ác quỷ. Có một cái điều hơi nguy hiểm là bây giờ nếu như mà starting out. On our way. Hết cắm trại luôn à? For the gods. Come fight with us. Đắt ghê nhỉ. We need good fighters. Vẫn biết là nó sắp ra miếng nhưng mà đắt quá. Lần tiếp lương thực lên đã cũng kẹo hết lương thực. Rồi. Hai thằng không cắm trại là lượt sau mình sẽ mất khá nhiều tiền. Thành này thì thằng kia đốt được. Thống đốc của nó đã chết, một thống đốc của nó. My people wish to offer you this gift of gold if you will take it. Đòi thêm tí tiền nữa. 8.000 đi, mình đang nghèo. 7.000, ok. Giải quyết mấy thằng ở phía nam này trước đây. Trời ơi, phản đam chứ con. Mày láo này. Dám công kích quân đoàn của anh. Phản đam ngay. Cho các điệp viên đi trước để thám sát cũng là một cái cách hay để mình có thể dò tìm quân địch chứ nhỉ. Nạn đói, ôi chết rồi. Warriors all. Ready for action. For the gods. Nguyên nhân dẫn đến nạn đói là do mình không cắm trại. Your next command. For the tribe. Gods be praised. Excitement. Chết đội ngựa này tồi. Is there nothing else? Thiếu 30 lương thực kìa. Ready for action. Starting out. Your next command. Chết chả lưng cái này lên tốn lương thực thế. For the tribe. Come, sit, share my fire. Hòa bình rồi. Thirsty for battle. Chắc là nó chưa dám đánh mình. Mình đang hòa bình mà. Có mỗi thằng này chỉ tranh mình thôi, nhưng nó không có quân ở đây. Chắc chưa đánh mình. Mình cũng thiếu lương thực, nó cũng thiếu lương thực. Steps. The shadows are friends. How can I help? I am the knife.
Do thám chỗ này đã. À. Quân ở đây đông phết đấy. I will seek entertainment. Không đáng sợ. Chết nhỉ? Giờ còn hết lương thực cơ. Hết lương thực mới là cái gai. Nhưng mà lưng cái này thì tốn lương thực kinh khủng. God be praised. How can I help? Xem qua lần này tình hình lương thực nó có cải thiện không? Gặp gỡ phe phái. Hết tiền thì không đáng sợ, nhưng hết lương thực thì đáng sợ thật đấy. The love of gold can stir evil in men. Ước hòa bình lại đòi mình tiền như này á? Thằng này nó bị điên à? Chưa hủy diệt mày là mày may lắm rồi đấy. Đòi hao cục 90 lương thực rồi. Nhưng mà tiếp theo mình sẽ hết lương thực nếu như mà mình nâng cấp tiếp cái công trình này. Warriors all! Càng thế nhỉ? Come, sit, share my life. Bắt đầu hồi quân. Thirsty for battle! For the gods. Con đường để đi lên nước Anh ở đâu nhỉ? Đây à? I am the knife in the dark. On the move. Ở đây có một phe nữa. Yes, what? Phe này mấy thằng La Mã. Mấy thằng La Mã. À. In our good name be welcome and speak in friendship. I will give a receptive ear to your words. Mình đang chiến tranh với đối thủ đó thì nên là nó thân thôi. Khai. Tuy nhiên lại trèo lên đây để chiếm được một cái đảo, một vùng đất ở đây à? Chịu chơi phết nhỉ? Ready for action. Chưa hồi quân. Come, sit, share my fire. Ready for action. Thời tiết xấu. Thành to, bắt buộc phải đánh thêm quân. Hết lương thực. Từ ạ, không lên cái này vội. Lên tiếp một cái ruộng nữa. Chuồng cừu. Chuồng dê. Chuồng gia súc, đây đủ hết rồi. Cái này nó tăng tăng trưởng thì mình đã lây xây rồi đúng không?
của cải, tôi rèn sĩ khí, đoàn kết. Máy bắn đá. Trại bộ binh. Về vũ khí. Không đủ, không đủ khả năng để lên cái này. Lên cái này chết luôn. Hết lương thực luôn. Từ từ đã. Hết mất lương thực. Càng thế nhỉ. Thời tiết lại xấu nữa. Lại có vụ đốt phá ở dưới kia rồi. Nó di chuyển và nó không tấn công. Thám sát hết bọn này xem tình hình này. Tìm đường đến nước Anh đấy chứ nhỉ. Cứ để bọn bên dưới này nó đánh nhau một xíu đó. Mình sẽ tìm đường lên nước Anh. Tìm đường để lên nước Anh nữa. For the tribe. Come, sit, share my fire. Thời tiết xấu quá. Ready for battle. Rèn vũ khí nhé. Đây rồi. For the gods. What? Chạy kỵ binh rồi. Tăng trưởng của nó đặt mắc rồi. Tôi rèn sĩ khí và đoàn kết. Giảm mất 50 lương thực. Công trình này để tăng. Quân đoàn này kỵ binh không được tăng áo giáp à? Bỏ công trình này đi để tăng cái hỗ trợ đấy à? Chế tạo cung. Đây rồi. Chuyển nó sang cái này trước á. Tạm thời này lấy cái này đã. Xe bắn đá thì có rồi. Không cần. Come, sit, share my fire. Tăng giáp cho kỵ binh chứ. Tăng giáp và tăng đam. Ví dụ như thằng này. Đây đúng rồi. Đấy nó phải như này chứ. Nó chịu đòn tốt hơn chứ. Đánh cũng mạnh hơn. Quar be praised. How can I help?
vấn đề hết lương thực nhỉ. Thời tiết đang xấu. Bây giờ mình đề nghị thằng Phanh để đánh thằng này tiếp. Nhưng mà trước tiên thì mình phải đi mở đường giao thám đã. Lên trên này xem nào. I must let my mind be still. Đây rồi. Con đường đi lên phương Bắc thật gian nan. Yes. Thằng này chiến tranh rất nhiều thằng luôn. Ready for battle. Thirsty for battle. Ready for action. Cho qua lượt này đã, xem thời tiết tốt hơn. Chạy ra khỏi thành à? Chạy ra khỏi thành thì chết rồi. Chúng nó còn bận đánh nhau ở phía dưới này. Đấy, chơi cả thầy tu của mình à? Thằng Jun T này. À, né. Ô, chơi chết thầy tu của mình đấy. Vớm thật. Tấn công lên phương Bắc chứ. Đốt nước Anh. Hình như phía Bắc vẫn còn một thằng Scotland thì phải. Rồi, thời tiết. Thì hạn làm việc đã hết à? Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.